Dạ vâng, em xin chào các bác nhé. Đấy thì em vừa có bác khách bay cũng vừa về xong, bay lên bộ Hòn Kiêu. Vâng, thì em lên nhanh cho các bác một bộ, đây là bộ Kenwood có mã là CS7. Đấy, CS7 các bác nhé, dòng này dòng CS7, loa 3 đường tiếng, rất là đẹp. Với cái bộ này thì các bác có thể kê phòng khách tầm khoảng 30m² đổ lại là thoải mái nhá. Đấy, bởi vì nó là dòng loa 3 đường tiếng, dòng loa chung mà. Đấy, dàn chung. Với bộ này thì các bác có thể là kết nối với cả điện thoại, máy tính, ok luôn các bác nhá. Đây, công suất loa đạt 80W một loa, trở kháng từ trước là 6 ohm. Ở đây thì nó gồm một âm ly và một cái EQI. Đấy, trên cái EQI là có cái FM này, được chưa ạ? Đấy, và công suất của âm ly là đạt 120W các bác nhá. Đấy, 120W. Hai thớt được liên kết với nhau bởi cáp các bác nhá. Các đường cáp này. Đấy. Vậy thích thì các bác có thể nhìn thực tế nhá. Đấy, em quay thực tế luôn. Đó, có cả hệ thống đèn nháy rất là đẹp này, đèn là nhạc nước rất là đẹp. Ở đây thì nó sẽ là có phần chỉnh EQI. Đấy, EQI này. Đốc pop các kiểu disco này. Đấy, rất là xịn. Phía dưới đây là chỉnh FM, còn đây là chỉnh các đầu vào. Đó, bộ này thì của nó là giá là 2950 các bác nhá, 2.950.000. Đấy, 2950. Thôi được rồi, nhảy đi. Hôm nay nhá, hôm nay thì em khuyến mại duy nhất một bộ trong ngày hôm nay nhá. Bởi vì hôm nay thực sự các bác là mưa từ sáng giờ. Đấy, khách khứa hôm nay đi mua hàng em là cũng hơi vất vả. Đấy, thế thôi, bây giờ như này đi. Hôm nay thì gọi là mưa gió, lại thêm cuối tuần. Thì em gọi là khuyến mại một bộ vui đi nhá. Tức là một bộ thôi, duy nhất vào trong ngày hôm nay thôi nhá. Đấy, khuyến mại một bộ vui, duy nhất trong ngày hôm nay. Đấy, thì bộ này của nó em đang bán là 2.950.000 nhưng thôi. Để các bác giá là 2.700.000 nhá. Để cho các bác 2.700.000. Đấy, em chỉ khuyến mại đúng trong vòng một ngày hôm nay từ giờ đến tối. Còn sang ngày mai thì nó lại trở về giá của nó ban đầu nhá. Và em cũng chỉ bán một bộ thôi, còn các bộ tiếp theo là không có cái giá này đâu các bác nhá. Đấy, không có bác lại bảo là thắc mắc bảo sao hôm qua em bán 2.700.000 mà hôm sau lại bán lại 2.950.000, 3.000.000. Bởi vì em đã nói rồi, hôm nay là mưa gió cộng thêm cuối tuần thì em khuyến mại một bộ. Đấy, được chưa? Khuyến mại đúng một bộ thôi nhá. Đấy, thì bác đặt chốt con CH7 này thì alo cho em nhá. Là 2.700.000 xong. Đấy, giọng nói chung rất to nhá. Vâng, đây nha các bác nhá. Kích thước này, bát này nếu mà đo theo tiêu chuẩn của cái bát của hãng thì nó phải rơi khoảng là bát 18, nhưng mà nếu mà đo theo viền gân thì nó phải là bát 15. Đấy, đo theo viền gân là bát 15. Còn chiều cao của loa thì cao của nó là 40. Chiều cao là 40. Chiều rộng là 20. Và chiều sâu là 27. Sâu 27 các bác nhá. Đấy, loa về là có dây căng đầy đủ hai trước cho các bác. Đây, căng em để phía dưới. Hai trước nhá. Đó. Thì bác nào đang có nhu cầu mà một bộ dàn chung mà giá đang được khuyến mại thì alo cho em lấy ngay bộ này về nhá. Đấy, có 2.700.000 thôi đang khuyến mại, cực tốt luôn các bác nhá. Đấy, sau đây em lên nhạc mời các bác nghe thử nhá. Những lời này cho em ta bỏ ta chưa nửa cuộc tình, thấy đam mê thể xác đang đầy nghiêng ngửa cho dù hơn lần nghe đắng cay. Những lời này cho lòng đôi lời.
gặp anh ngoảnh mặt, anh gặp em gục đầu, khoang buồn dài hun hút đoạn buồn một lần qua. Những lời này cho em, ta đời ta khắc khoải nửa đời. Bạn mong em thật các bác, bỏ ra 2,7 triệu thôi nhưng mà nó đáng đồng tiền các bạn. Đấy, nó hay hơn một bộ dàn bình thường. Các bác mua bộ dàn mini thì nó cũng phải tầm khoảng gần 3 triệu rồi. Đấy, thì hôm nay các bác bỏ ra có 2,7 triệu. Đấy, giá một bộ dàn mini như vậy được một bộ dàn chung mà chất âm lại hay hơn, to hơn. Tội gì không chơi các bác. Lại có cả thớt chỉnh EQ, nhìn kê có đẹp không ạ? Quá đẹp nhá. Và cái con này em ấn tượng nhất là cái công nghệ của nó này. Nó cái công nghệ LED của nó rất là hay này. Bình thường nếu như mà con nào mà nó đã lên nhạc nước nhá thì cái chiếc phần AUX này đấy, nó sẽ bé bé lại chút xíu, nó để góc bên này. Nhưng mà con này nó lên theo kiểu nhạc nước nó phía trên, tức là nó sẽ có một cái tấm màn hình ở phía trên nữa. Đấy, nó kiểu dạng hai màn hình ấy. Đấy, rất là đẹp, các bạn thấy thiết kế đẹp không? Đó. Nói chung là ấn tượng các bạn, con này các bác kể phòng khách đẹp lắm. Các bạn về kể phòng khách rất là đẹp luôn. Đấy, thì bác nào đang có nhu cầu mà đang bảo là tìm kiếm một bộ dàn chung ấy, thì em nghĩ là lấy ngay bộ này này. Giá thì nó cũng hấp dẫn mà nói thẳng em thẳng luôn, nếu mà so bộ dàn chung thì là quá rẻ rồi. Đấy, không thể kiếm được bộ nào nó rẻ hơn bộ này nữa rồi. Tức là so sánh với dàn chung, bởi vì dàn chung thì thông thường nó phải tầm khoảng là 4 đến 5 triệu đổ lên. Đấy, thì mới có một bộ dàn chung. Đấy, nhưng mà con này thì nhà em đang khuyến mại tốt quá các bác. Thế thì bác nào mà chốt thì alo cho em nhá. Vâng, xin chào các bác.